Lý Nhã Kỳ sẽ tặng anh một ký hộp xoàn. Em sẽ kêu Lê Duy Bảo Lâm livestream miễn phí anh luôn nha. Rồi có Thu Trang nè, Tiến Luật nè. Em mời anh Hoài Linh tới luôn. Thiệt là toàn bộ ngôi sao Angela Phương Trinh, Angela Baby. Em mời Justin Bieber về cho anh luôn nha. Yên tâm, đi rên mà về rên cho anh nguyên một cái show luôn nha. Anh yên tâm nha. Rồi nha, nhớ nha, chừa sức đi hát cho em nha. Bye bye anh, I yêu anh, love you. Trời, bởi tao nói là bầu xô khó vậy. Anh là bầu xô ạ? Chào cưng, anh xin tự giới thiệu, anh là người đàn ông bầu bì nhất xô. Bầu bì? Anh là bầu xô, anh tên bì, bầu bì. Anh bầu bì này, em quen nhiều người nổi tiếng lắm ạ. Ta dắt mặt rừng, đừng có nói lớn. Người ta biết anh bầu xô quen với nhiều mà nghệ sĩ lớn là ta ám sát. Nghe cái giọng của cưng á, hát hay lắm đúng không? À, thật ra là em hát tạm tạm thôi. Ôi, mà mấy đứa mà hát hay hay giấu lắm, mà nói gì tạm tạm tạm, hát một cái trời banh rạp. Nhưng mà ước mơ chính của em thì rất là muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Còn chạy đi đâu nữa, tới với anh là người mát tay nhất tôi biết. Anh có thể đưa tất cả các ngôi sao nổi tiếng rực rỡ luôn. Đây nè, biết Thu Trang không? Dạ biết. Tiến Luật biết thôi. Biết luôn. Anh làm giới thiệu Tiến Luật để quen Thu Trang, sau đó hai người mới kết hôn với nhau đó. Luôn luôn. Em biết Lâm Vĩ Dạ thôi. Dạ biết. Hứa Minh Đạt biết không? Biết luôn. Anh giới thiệu đó, hồi xưa là Lâm Vĩ Dạ đó bán cơm tấm đó em. Anh đưa Hứa Minh Đạt tới ăn xong hai đứa yêu nhau rồi vô tôi biết lên luôn. Biết Lê Dương Bảo Lâm không? Biết luôn. Thằng này livestream đó. Đúng. Một tay anh, cái bộ livestream đầu tiên của nó là anh tặng nó đó. Anh đưa nó vô con đường livestream mà. Em biết cái câu mọi người ơi bên dưới đây ai chỉ không? Một tay anh chỉ nó đó. Thế thì em gặp đúng người rồi anh ơi. Anh chỉ cần đưa em nổi tiếng, em chỉ cần được làm ca sĩ thôi. Anh nói gì em cũng làm hết á. Bây giờ muốn làm ca sĩ nha, thì anh có một cái công ty. Công ty của anh là chuyên tìm kiếm lùng sục lăng xê để đưa những người bình thường nhất nổi tiếng là lên luôn. Nè, bộ hồ sơ gia nhập cho công ty, đây là cái hợp đồng, em xem trước đi. Diễn xuất 20 triệu. Đúng rồi. Của anh em vào làm ca sĩ mà, đâu có muốn làm diễn viên đâu, mà sao phải học diễn hả? Ca sĩ là phải ra MV đúng chưa? Mà ra MV mà em không diễn thì em ra bằng cái đường nào? Em phải học diễn em mới lên luôn. Nhớ nha, ra công ty anh nói cái gì chỉ cần nghe lời anh là được, đừng có cãi. Rồi, bây giờ anh tính vậy. Bây giờ anh hẹn em 12 giờ trưa mai mình ra công viên mình gặp nhau nha. Anh sẽ làm cho em lên luôn. Sẽ cho cưng biết đầu tư âm thanh ánh sáng hiện đại tân kỳ tân quý cho em. Đảm bảo em chưa bao giờ thấy một MV nào mà khủng khiếp như vậy. Đội ngũ quay phim của em là khủng khiếp, chất lượng ta nói là hiện đại nhất hiện nay. Khoan đi, anh thấy trong cánh mắt của em nha, cái gì nghi ngờ hả? Đang phân vân chứ gì. Em có quyền từ chối, nhưng cơ hội chỉ tới có một lần thôi. Nếu cưng không nắm bắt thì thôi. Anh lấy lại. Không anh. Anh. Trời, hú hồn luôn á. Trời, đang gồng còn chết luôn mà thiệt á, hết hồn. Thôi vậy anh. Không, đang đứng đợi gồng, đang tạo nét điện ảnh đó, dễ thương. Trời, sao đi trễ vậy em? À, anh ơi em... Sao? Em sao? Em... Em sao cưng? Nhưng mà... Mới được 8 triệu rồi ạ. 8 triệu hả? Anh dặn là 10 triệu mà. Sáng giờ em đi muộn là vì... Em cứ phải chạy khắp nơi, rồi vay mượn. Em đã cố gắng hết sức rồi ạ. Không sao, đối với anh tiền bạc không quan trọng. 8 triệu cũng được rồi. Cảm ơn anh. 8 triệu thì anh quay theo 8 triệu cũng sao hết. Bây giờ đặt trước đi vô, mình đặt trước là em là người mới. Dạ. Bây giờ cho anh biết cái dòng nhạc của cưng nha. Cái dòng nhạc của cưng á.
Em thì trẻ nên là em bắt kịp trend và em theo rất là nhiều loại đó. Để hình như là hip hop này, pop này, pop R&B soul này, hip hop này, ballad này, rock. Em chơi tất luôn, hip hop freestyle, rap, rap. Anh kêu em nói là cái dòng nhạc em hát chứ không phải là cái dòng công việc của em, ok? Thì cái dòng em... Cái gì mà nãy gì nghe, gì mà bóp, bóp cái gì? Bóp tay, bóp chân hay là bóp đầu gối? Cái gì còn gì, rock, cái gì đó, rock mía hả? Cái gì còn nãy con nghe cái gì? Cái gì hấp hối gì đó, hấp hối, phi hành, phi tỏi gì đó. Em ơi, cái dòng nhạc con hiểu không? Biết không? Biết nghệ thuật không? Vâng, biết. Biết nghệ thuật không? Bây giờ nè, hát cho anh nghe đi, anh sẽ chỉ định cái dòng nhạc cho em. Hát cho anh nghe đi. Trước khi hát này, coi đây là sân khấu chính, sân khấu lớn của mình. Trời ơi. Nhiều khán giả. Trí tuệ có ngôi sao. Ủa? Trí tuệ ngôi sao là phải chào khán giả. Rồi, hiểu. Rồi. Giới thiệu đi. Đúng. Đàm. Chớp giọng tốt. Vỗ tay. Khán giả vỗ tay quá trời kìa anh. Ca sĩ hay giới thiệu với em cưng ơi, giới thiệu mà không nghe một chữ nào mới là ca sĩ, đúng rồi. Hát luôn. Hát hát luôn nhá. Ok. Yeah. Ta đến, lũ anh phải nhận ra đằng sau lưng anh là gì, dù chỉ một thứ thôi cha là vì đã đến lúc anh phải nhận ra. Ê, hát gì vậy? R&B. Không nghe gì hết trơn rồi á. Em ơi, em hát là muốn đi vào lòng khán giả, là phải hát cho người ta nghe thì mới vô lòng, mới cảm được, em hiểu không? Thì em mới nổi tiếng, người ta mới thương em được. Em hát gì mà không ai nghe trên lúc anh ra, ai mà nghe hết trơn. Bây giờ anh chỉ định cho em một dòng nhạc, hát xong đi vô lòng khán giả luôn. Nổi luôn, em lên luôn. Bolero. Hả? Bolero cho anh. Không anh, không, tuyệt đối không được. Em không được. Em không nghe được cái dòng đó. Trời ơi, bây giờ anh nói là em phải nghe. Em đã vô công ty của anh rồi. Anh dặn kế hoạch ra là em phải làm theo, không có cãi. Nhưng mà nhớ em, không, anh dặn rồi. Em có thuộc bài nào đâu. Được hết á. Rồi giờ vô em chuẩn bị làm nha. Thế ekip của mình nhớ hết rồi à? Hướng này. Hai nha, con người đang đợi em hướng này. Người mẫu cho em nha. Trời ơi, giới thiệu là nữ chính của em là người mẫu nha. Đảm bảo với em là tung nóc. Em đầu này là em lên luôn. Đấy rồi, rồi chuẩn bị quay nha em ơi. Chuẩn bị quay ơi. Anh ơi. Gì? 2000 người đâu? Ekip của mình á. Đây nè. Anh thấy không? Đâu? 2000 con người đang di chuyển. Thấy không? Anh đã dặn ekip là không được ngừng lại nhìn mình luôn mà, thấy không? Đầu tư diễn viên quần chúng mà tới 2000 con người, thấy không? Xe hơi, xe máy, xe cộ đi tùm lum, thấy không? Đây là người đi đường mà. Diễn viên của bên anh, em tưởng người đi đường là em làm đồ cái gì? Làm chết diễn viên bên anh đó. Nè thấy không? Anh nói nè. Vâng. Thấy không? Đèn đỏ đó là liền, thấy không? Chấp hành luật lệ giao thông. Trời ơi, xuất sắc. Thế rồi, còn... mình quay nha. Nhưng mà cái gì nữa? Còn ekip hùng hậu đâu rồi? Đây, ekip hùng hậu đây. Có một người vậy? Hùng hậu là nhiều người mà. Đâu? Hùng hậu là tên nó. Trần Hùng Hậu. Quay được chưa? Cần gì nữa không? Hả? Người mẫu của em. Người mẫu của em. Đảm bảo với cưng là người mẫu này sẽ thành hot trending luôn nha cưng. Em ơi, bánh nổ ra cưng ơi. Nó dễ thương không? Trời đất ơi. Nó thấy chưa? Dễ thương, dễ sợ bé này. Mời anh. Đây là trợ lý của chị mua đồ đúng không? Trợ lý đâu, trợ lý em đó, người mẫu mua đồ đây. Đây là, trời ơi, không tin nữa em. Đó người mẫu quảng cáo. Quảng cáo gì vậy? Thuốc tăng cân. Ê, nhưng mà thế này thì không, không biết nói sao. Có cãi anh, nghe lời anh đi, đừng cãi đây nè. Cưng có biết giới trẻ bây giờ cái xu hướng á là thích những cái thứ gì mà lớn, nhỏ nhỏ không có thích. Thích là đây nè, siêu to, siêu khổng lồ đây. Đây, này, hot, nó sẽ hot. Tin anh đi, chắc chắn các bạn trẻ sẽ mê lắm. Anh thương em lắm, anh mới kiếm người mẫu cho em vậy đó. Chứ mấy đứa bình thường là anh đẩy mấy thứ hàng dạt dạt nhỏ nhỏ không à. Em biết người mẫu mà mấy đứa tập á, tập sáu múi mà tập mà trào máu luôn em. Không có nổi, mấy đứa này nè mới nổi là siêu to, siêu khổng lồ đây.
quay nha. Make up. Mày ngồi mà nhổ râu hoài đi. Qua make up cho nó kìa. Dặm cái mặt nó lại. Ông Bị. Gì? Em đi nhiều á là ông Bị biết giá em đúng không? Ừ. Nhưng mà ngày hôm nay em cho free. Mày cho free. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá. Có điều kiện nha. Điều kiện là này nè. Lát nữa mở MV ra cho cái cảnh em hùng nha. 50. Mày kỳ quá à. Nếu mà ông Bị không cho em hùng á, em hùng Bị đó nha. Ok ok. Ghê lắm thiệt á. Mà nói nghe nè, còn nữa. Đúng hả? Ừ. Gì nữa? Lát nữa cho em một cảnh với anh ấy á. Em lại chị, em muốn cái clip của em á, cái MV của em ra bị cấm cờ báo cáo, em lại chị. Cảm ơn chị nha, bỏ nha. Còn lại mày đi. Quỷ này. Đó. Hùng hậu ra ngoài. Anh. Hả? Giờ mình diễn gì? Mà hát bài nào? Bài hát của anh chỉ định cho em, viết riêng cho em luôn. Wow. Yêu em cho tới lúc lâm chung. Hả? Với tính năng EKYC xác thực hình ảnh, pickable cho bạn smart thật, sẽ chi thật.